Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đối với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của tuần này, chúng ta vẫn tiếp tục với hai nội dung, đó là chạy ngắn và đội hình đội ngũ. Về chạy ngắn, chúng ta sẽ ôn và luyện tập các bài tập rèn luyện phản ứng nhanh. Về đội hình đội ngũ, tuần này chúng ta sẽ có các nội dung như dậm chân tại chỗ, đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp, đi đều vòng bên phải, đi đều vòng bên trái. Chúng ta đến với nội dung chạy ngắn, thì chúng ta sẽ ôn lại bài tập của tuần rồi, đó là rèn luyện và ứng nhanh với kỹ thuật đứng vai hướng chạy xuất phát. Các em quan sát hình ảnh. Đầu tiên, đứng hai chân rộng bằng vai, khuỵu gối, má ngoài bàn chân sát và xuất phát. Vai cùng hướng với hướng chạy. Hai tay buông tự nhiên, sẵn sàng xuất phát. Khi có lệnh chạy, nhanh chóng xoay người về hướng chạy. Sau đó nhanh chóng xuất phát và chạy nhanh về đích. Chúng ta đến với bài tập của tuần này, rèn luyện phản ứng nhanh với kỹ thuật lưng hướng chạy xuất phát. Các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa. Kỹ thuật lưng hướng chạy xuất phát, chúng ta sẽ đứng chân thẳng phía sau, lưng quay về hướng chạy, hai bàn chân chạm đất, gối hơi khuỵu, tay hơi co về trước. Khi có lệnh vào chỗ, lúc này người chạy hạ thấp trọng tâm. Khi có lệnh sẵn sàng, thì nhanh chóng xoay chân và thân về hướng chạy. Khi có lệnh chạy, thì người chạy nhanh chóng chạy nhanh về phía trước. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, đó là đội hình đội ngũ. Chúng ta đến với nội dung dậm chân tại chỗ, các em quan sát hình ảnh minh họa. Dậm chân tại chỗ, về khẩu lệnh, dậm chân, dậm. Chỉ huy lúc này sẽ hô theo chu kỳ 1, 2, 1, 2, 1, 2 và lặp lại. Về động tác, nhịp 1, nâng đùi trái lên cao. Bàn chân cách mặt đất 10 đến 15 cm. Đồng thời đánh tay trái thẳng ra sau, tay phải gặp trước ngực, bàn tay nắm hờ. Tiếp theo cùng một lúc dậm chân trái xuống đất vào nhịp 1, nâng đùi phải lên cao, tay phải đánh thẳng ra sau, tay trái gặp trước ngực. Nhịp 2, tiếp theo nhịp 1, chân phải dậm xuống đất vào nhịp 2, nâng đùi trái lên cao, tay trái đánh thẳng ra sau, tay phải gặp trước ngực. Kết thúc dậm chân, các em sẽ quan sát hình ảnh. Về khẩu lệnh, đứng lại, đứng. Về động tác, động lệnh đứng, rơi vào chân phải. Nhịp 2. Sau động lệnh đứng, chúng ta tiếp tục thực hiện tiếp nhịp 1, rồi hạ chân phải về tư thế đứng nghiêm. Nhịp 2. Chúng ta chuyển sang nội dung đi đều, các em quan sát hình ảnh. Về khẩu lệnh, đi đều, bước. Chỉ huy lúc này sẽ hô theo chu kỳ 1, 2, 1, 2, 1, 2 và lặp lại. Về động tác, sau động lệnh bước, học sinh đồng loạt bước chân trái ra trước với độ dài khoảng 20 đến 30 cm. Sau đó đặt bàn chân trái chạm đất đúng vào nhịp 1, đồng thời phối hợp đánh tay
như khi dậm chân tại chỗ. Tiếp theo, dồn trọng tâm vào chân trái, co gối bước chân phải ra trước và chạm đất vào nhịp 2. Đồng thời đổi chiều đánh tay và thực hiện như vậy lặp lại nhịp nhàng đồng đều. Kết thúc đi đều. Khẩu lệnh: đứng lại, đứng. Về động tác, động lệnh đứng rơi vào chân phải. Sau động lệnh, các em tiếp tục bước chân trái về trước một bước, nhịp 1, rồi thu bàn chân phải về với chân trái, nhịp 2, thành tư thế đứng nghiêm. Về đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều sai nhịp tức là chân phải rơi vào nhịp 1, chân trái rơi vào nhịp 2. Cách đổi chân như sau. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một bước đệm, hay còn gọi là bước lướt, để thay đổi nhịp của chân. Lúc này yêu cầu các em phải tập trung nghe tiếng hô của chỉ huy, để chúng ta bước lên đổi chân trái thành nhịp 1 và chân phải thành nhịp 2. Chúng ta đến với nội dung đi đều vòng bên phải. Khi đang thực hiện đi đều, khẩu lệnh: vòng bên phải, bước. Về động tác, khi nghe động lệnh bước thì những em ở đầu hàng sẽ bước chân phải lên một bước nữa, dùng mũi bàn chân vừa bước lên làm động tác đẩy xoay người về phía phải rồi tiếp tục đi. Các em còn lại đi phía sau, khi đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác tương tự như những em đầu hàng. Kết thúc đi đều vòng bên phải, khẩu lệnh: đứng lại, đứng. Động tác: động lệnh đứng rơi vào chân phải. Sau động lệnh, các em tiếp tục bước chân trái về phía trước một bước, nhịp 1, rồi thu bàn chân phải về với bàn chân trái, nhịp 2, thành tư thế đứng nghiêm. Nội dung đi đều vòng bên trái. Khi đang thực hiện đi đều, khẩu lệnh: vòng bên trái, bước. Động tác: khi nghe động lệnh bước thì những em ở đầu hàng sẽ bước chân trái lên một bước nữa, dùng mũi bàn chân vừa bước lên làm động tác đẩy xoay người về phía trái rồi tiếp tục đi. Các em còn lại đi phía sau, khi đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác tương tự như những em đầu hàng. Kết thúc đi đều vòng bên trái, khẩu lệnh: đứng lại, đứng. Động tác: động lệnh đứng rơi vào chân phải. Sau động lệnh, các em tiếp tục bước chân trái về phía trước một bước, nhịp 1, rồi thu bàn chân phải về với bàn chân trái, nhịp 2, thành tư thế đứng nghiêm. Và vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu hết những nội dung của tuần này. Sau đây, thầy có một số điều muốn dặn dò với các em. Về chạy ngắn, ở nhà các em sẽ đọc lại phần nội dung các bài tập rèn luyện phản ứng nhanh. Về đội hình đội ngũ, các em chú ý. Tuần 11, các em sẽ kiểm tra phần đội hình đội ngũ. Và tuần sau, chúng ta sẽ có một video ôn tập lại tất cả các nội dung về phần đội hình đội ngũ. Sau khi xem xong video thì 25 phút cuối giờ chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.